Các giải chạy marathon lớn trên thế giới thường có các trạm tiếp nước được bố trí kỹ lưỡng để hỗ trợ các vận động viên. Berlin Marathon, một trong sáu giải chạy lớn nhất thế giới, có hai loại trạm tiếp nước. Loại đầu tiên cung cấp nước lọc, loại thứ hai bao gồm nước, trà và trái cây. Khoảng cách giữa các trạm giảm dần để phù hợp với nhu cầu của các vận động viên. Các trạm chỉ có nước tại các điểm như km số 5, 12, 17,5, 22,5, 27,5, 32,5, 34,5, 38 và 40 trạm hỗn hợp nước và thức uống nằm ở các km 9, 15, 20, 25, 30 và 36. Tổng cộng có 15 trạm hỗ trợ. Cách bố trí này được thiết kế khoa học để ở giai đoạn đầu, ít nước hơn được cung cấp, nhưng khi đua đã tiến xa hơn, runner cần nhiều hỗ trợ hơn. Trong 10 km cuối, mỗi khoảng 1,5 đến 2 km sẽ có một trạm hỗ trợ. Chicago Marathon, với hơn 40.000 người tham gia, cũng có các trạm hỗ trợ tương tự như Berlin. Giải đấu này bao gồm 20 trạm hỗn hợp với nước, gieo năng lượng, chăm sóc sức khỏe và nhà vệ sinh. Khoảng cách giữa các điểm khá đều đặn. Trong nửa đầu của đường đua, mỗi khoảng 2 dặm, khoảng 3,2 km, sẽ có một trạm. Khi tiến gần đến cuối, khoảng cách này rút ngắn còn từ 1 đến 1,5 dặm, tương đương 1,6 đến 2,5 km. Tại Singapore Marathon, một sự kiện lớn với 50.000 vận động viên tham gia, có 20 trạm hỗ trợ được bố trí dọc đường đua với khoảng cách 2 đến 2,5 km. Với số lượng lớn người tham gia, việc lấy nước trở nên khó khăn và đã gây phàn nàn từ các vận động viên. VN Express Marathon tại Việt Nam đã xây dựng hệ thống trạm tiếp nước đáng tin cậy. Chẳng hạn, tại VN Express Marathon ở Mây Dinh Hạ Long diễn ra ngày 10 tháng 9, các vận động viên tham gia chạy full marathon đã được phục vụ bởi 25 trạm tiếp nước, bao gồm cả trạm một chiều và hai chiều, trong khoảng cách mỗi 1,5 đến 2 km. Một trạm tiếp nước sẽ cung cấp nước TH 2 Water, điện giải Revive, dưa hấu, chuối, mút xốp và đá lạnh. Hệ thống trạm tiếp nước của giải còn được thiết kế để dễ dàng nhận biết. Bàn màu trắng và cốc trắng chứa nước, trong khi bàn màu xanh dương và cốc xanh chứa điện giải. Chuối và dưa hấu được bày riêng. Đặc biệt, để hỗ trợ các vận động viên dự thi đua tranh vị trí hàng đầu, giải cung cấp bàn tiếp nước riêng cho các vận động viên với thành tích cao. Bàn này được phủ bằng khăn đỏ và phục vụ nước từ chai thay vì cốc bàn tiếp nước đỏ dành cho các vận động viên chạy dưới Pacer 3 giờ 30 với cự li full marathon và dưới Pacer 1 giờ 45 với cự li half marathon. Theo ban tổ chức, hệ thống chạm nước, y tế và nhà vệ sinh dày đặc là yếu tố giúp các vận động viên cảm thấy thoải mái khi tham gia chạy. Trong trường hợp một vận động viên bỏ lỡ một chạm, họ không cần phải di chuyển xa để đến chạm tiếp theo. Đường đua còn có hơn 300 tình nguyện viên hỗ trợ, đảm bảo việc lấy nước và điện giải dễ dàng hơn. Ông Kim Vivian, một chuyên gia từ Hiệp hội Marathon Quốc tế Em, người đã thực hiện đo đạc đường đua cho tất cả các giải VN Express Marathon, đã đánh giá hệ thống tiếp nước của giải cao cấp hơn rất nhiều so với nhiều giải khác trên khắp thế giới. Ông Kim nhận xét rằng tần suất và chất lượng các trạm nước và y tế của VN Express Marathon là tốt nhất trong số tất cả các giải mà ông từng tham gia. Ngoài ra, giải cũng đặc biệt triển khai khu vực thư giãn miễn phí sau cuộc thi của thương hiệu Tiger Balm. Thương hiệu này đã hợp tác với VN Express Marathon để cung cấp các sản phẩm dầu xoa bóp từ Singapore, giúp các vận động viên hồi phục sau cuộc thi.